tò mò đâu. Mưa mũ cho không thích dùng à? Khẩu trang có, mũ có không thích dùng à? Không dùng thì phải chịu thôi nhá. Đồ bảo hộ mũ cho không dùng thì cái đấy không có ai hết. Chắc phải khoan một lần nữa có đi được không? Đúng đứng lại nhỉ. Đợi mũ vào chứ mũ vàng không đợi được rồi đó. Chào với anh cày đi được không? Rồi rồi có nè có gì có nè thần chết chân nữa. À, con mồi đá vẫn là đó. Một con à? Cho bên này à? Cục to này chắc xếp một tí là đầy chỗ kia này anh nhớ. Xếp một tí là đầy. Ui, quát. Ồ. Hát to à? Cái này. Que no han cortado este tiro. Cục này nở hơi to nhỉ. Cẩn thận kẹp chân nhá. Phải 1, 2, 3 đô cái như kiểu là em xuất hiện. Ok. Cái này chắc kệ dế rồi anh lưỡi. Kệ dế. Tao 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 tao
Còn nó cui à? Đập bớt đi chứ. Thôi đỡ nặng đấy. Làm hết sợ, cho người vào chân không? Sợ ra. Nên nứt hết rồi. Chú nhá, kẹp vào chân. Ô, chỉ cầu không? Ô, được chưa? Nó một cá nè. Có một to. Có một thử thách nào là thôi. Vậy.
nó lại không có cái kết cấu gì cả. Nhưng mà cái này nó rất dễ vỡ đúng không? Đấy, khoan này khó. Khoan này khó nhưng mà nợ thì cái này rất là đơn giản đấy, nó ra luôn. Mình mai nhé. Tối nay không có điều rồi, mai mình phong đất vào một lớp cả à. Lên xuống đúng không? Đúng rồi. Một lớp ở đây xong là lên trên này hai lớp nữa. Nợ chúng là mình chạy xong mình lại còn tiếp. Còn tiếp. Tức nghĩa là mình thành từng lớp một đã. Đúng rồi. Mình khuôn lưu thông kiểu này thì chắc là không an toàn được. Thì nó lại ra dở răng răng đâm ra là nó... Như chúng này rất là hỗn nọ, họ khuôn nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa nở gì đấy. Không có kết quả. Không có kết quả gì. Vâng. Không có kết quả gì. Chúng này nhá, khuôn khuôn được. Mình phải khuôn nguồn hào này chấp. Đây có thấy nở đâu? Đúng rồi. Chúng chú này mình cho chú này nhá. Ví dụ cho trên này nhé. Không có được. Nhưng phải như chú này nhá. Nói chung là tách từng lớp một thôi. Đúng rồi. Tách từ chân ra, không đến vào đến sâu được. Bây giờ chỗ này chắc phải mất 2-3 ngày nữa. Đúng rồi, tách chỗ này. Chỗ này mất thời gian rất là nhiều rồi. Đúng. Mà vẫn chưa có phương án nào hiệu quả hơn. Mình phải biết cách khoan. Dù là khoan trên rộng á. Mình không khoan kẹ một lớp thế này thì không có lực. Như mình mày cụ ấy, mình phải có biết cách. Thế rồi đá đến cụ như nhau à, mình không biết cách. Mày cụ thì bây giờ mình một phát thì không thể ra được. Không thể ra cái cục củi đấy được. Đúng rồi. Vâng. Bây giờ là cái chỗ này nó như này, mình khoan đến lúc là nhồi thuốc vào nó cũng không ở đâu. Không. Cái đấy mình nói đi chỗ này. Cái này xong rồi mình khoan đến đây. Có cách khoan hả? Mẹ quả ví dụ nó khoan được 1 mét thì mình khoan 1 mét. Nó quả 50 phân thì mình khoan 50 phân. Bây giờ anh em phải đẩy nhanh tiến độ lên là bởi vì mấy nữa vào mùa mưa nhá. Thì mình khoan là mình không cho thuốc nở được đâu. Coi như là phí luôn đấy. Đấy. Thì làm sao hạn chế nghỉ đâu. Như nào thì phải bảo em một câu để em còn thu xếp cái công việc cho nó hợp lý. Dạ vâng. Đấy. Chứ không là em không đến là mọi người không làm thì nó chết rồi. Bao nhiêu nữa là giải phóng ở chỗ này, cho khoảng bao nhiêu thời gian nữa? Anh nghĩ thì chắc là như anh giải thích thì chắc là khoảng một tuần không? Hơn một tuần nữa. Vâng. Một tuần thì chắc là chỗ này chắc là ô tô bắt đầu đi từ chỗ vá kia lên rồi. Vâng vâng. Là chỗ ô tô là lên được đây. Vâng vâng. Đấy. Nên là anh nghĩ thì chắc là cái này rất là nhanh mà, bởi vì là dân đấy, có một số dân đi muộn. Ừ. Mình làm kia đứng thật ra thì rất là nhanh mà. Ý thức làm việc là chưa cao đúng không? Vâng. Cái ý thức của nó này chắc là như sáng nay. Em gọi đi là anh thì chắc là chưa có ai. Ừ. Anh là vật động ấy. Lại thì vâng. Người giải mới làm thì sao có không hiệu quả. À. Thế này thế đâu? Tiếp thật đấy. Mấy cái cục đá dưới kia. Một trăm mét dây vẫn không đủ à anh đúng không? Vẫn không đủ. Đến xe máy của em chưa? Đến xe máy của em chưa? Cái chú kia đến rồi. Bảo tất cả anh em nhá, máy mũ em mua không đội là em thu lại em cho đội khác dùng đấy. Nói thẳng như thế luôn. Có chứ. Em đã mua về là để cho mọi người sử dụng mà không dùng là em thu hết em mang về để em làm cái việc khác. Có chứ. Chứ không thể nào mà có tiền mua về vứt đấy, nó phí lắm. Đối xong rồi có gì đấy đoạn kia nhá, ngày mai thì em mua thêm dây vào xong để chưa dòng máy ra giải phóng trong kia vào rồi con giờ khoan vào về khoan lấp này xong rồi bỏ phía thiếu một tí rồi khoan và đá đập là ra rồi đấy 30 mét là giải phóng trong kia xong à, một tuần nữa mình làm xong khu vực này rồi thì mình một tuần dọn lên trên nữa thôi là xong làm xong rồi mất thời gian rất nhiều thì mọi người còn phải làm việc nương các thứ chứ không phải là mình chỉ ăn không đi làm đường đâu. Vâng. Bởi vì là mình là nhà nông thì có rất là nhiều việc phải làm và người thì ít nữa. Bên nữa các cháu đi học nữa thì càng tiết dở, không có ai trông chung việc nhà. Thế thế hả? Từ dưới chân lên tay đá to hết cho em. Bởi vì là mình làm sao để trong quá trình mình sử dụng lâu dài chứ không thể nào mình làm xong để có mặt đường to xong một thời gian sau mưa to các thứ hỏng. Thì em đã cùng mọi người làm nên là muốn làm tốt, làm chắc, làm đẹp và nó sử dụng được mãi mãi.
Còn chỗ này nhá, em nói luôn là bây giờ mình cứ thử nhìn thế này thôi, nhưng mà cái xe lúc nào chở chở vật liệu nặng ấy nó rất là khó di chuyển, nên là từ chỗ này bây giờ anh nhìn này, chỗ này cứ mưa phát là nó đọng ở đây này. Vâng, đấy. Nó lại là đất nữa, khi mà mưa càng đọng nhiều nó xe lên nó càng lún nhiều, nó sâu nữa. Thế nên là bây giờ làm sao, anh phải lâu lâu anh phải họp một lần. Cái chỗ này là tô đất đúng không? Tô đá đất. Xếp cái đá tảng, cái đá tấm ấy, đất không ăn thua đâu, đất thì nó vẫn sẽ bị ngấm và nó lên lún. Anh phải xếp từ khu này lên, lên với chỗ thằng em của em, của anh nhỉ, làm sao để nó phải như thế này, có đất, có đá. Mình xếp đá vào thì đi xe máy đi khó, thì mình giải một cái lớp đất lên. Rồi từ cái chỗ mà có trẻ con đi nhỉ, thì chỗ mình đang xếp đá cua nhỉ, chỗ đấy mình cũng phải xếp lên cái chỗ mà anh máy khoan kia. Vâng. Nếu không thì mấy nữa phải hạ chỗ anh máy khoan trên chỗ xe máy kia xuống thì ô tô mới lên được. Mình làm sao để cái mặt đường ô tô di chuyển nó dễ dàng nhất. Đấy là những công việc cần phải làm. Những cái tấm đá thì bảo với bà con luôn là để lại, mình xếp vào từ đây lên luôn. Tối mình trước khi nghỉ mình dành khoảng 30 phút tất cả mọi người, mình lấy một lớp lên, thế là xe máy di chuyển thoải mái, không bị hỏng lốp, không bị hỏng tăm. Đấy. Không, đến lúc mình mở hết xong rồi nhá, bảo bà con ra xếp lại, không ai xếp đâu. Còn bởi vì lúc đấy ô tô đã vào được rồi, họ chỉ nhìn thấy những ngày nắng rồi, còn những ngày mưa họ không nghĩ đến. Đâm ra là phải nhắc nhở luôn như thế. Bây giờ mình vừa làm và mình vừa làm sao để cái đường nó lên luôn. Bây giờ mà mình ở hạ chỗ này xuống lên chỗ anh áo xanh thì khó hơn nữa. Xếp vào mình giải đá lên được xong. Còn chỗ bọn nhỏ thì cũng phải tôn lên khoảng 50 phân nữa. Đấy. Cái chỗ này chỗ kia tô, còn cái đá ở dưới chân là phải đá to hết thì nó mới chắc được. Bây giờ mình bảo là để mà đổ từng lớp giữa một thì những cái tảng đá rất là to thì nó khó rồi, khó tả được. Bây giờ mình cứ để những cái tảng đá to mấy người ôm để dưới làm chân thì kể cả là mưa lũ đến đâu thì nó vẫn nằm đấy thôi, thì nó phải chắc từ dưới chân lên. Thì bởi vì năm nay thì có thể là nó chưa hỏng chưa lún, nhưng mà nhiều năm sau thì nó sẽ đấy, khó nói, sửa rất khó sửa. Nên là bây giờ cái gì cái lâu lâu mình phải họp bà con lại một lần, ví dụ một tuần mình ngồi lại họp, sau một tuần mình rút những cái gì mà chưa được mình rút kinh nghiệm ngay, mình phải quán triệt ngay. Đấy, còn những cái gì mình làm được rồi thì mình cứ thế mình phát huy. Ví dụ về giờ giấc của bà con này, thứ hai là những cái trang bị bảo hộ nhá, em nói luôn, mũ nón, nhất là cái găng tay này, nhà ai cũng cắt cỏ bò thì ai cũng đều có, nó không đáng bao nhiêu, có mấy nghìn ở chợ thôi, 10.000 ba đôi. Đấy, thứ hai là giày dép, mình đi làm đá thì mình phải giày hoặc là ủng cho nó đảm bảo cái chân. Rồi là găng tay thì bắt buộc có, rồi mũ thì em đã mua rồi, là bảo luôn nếu mà ai không dùng đến em lấy lại để em cho các cái công trình khác người ta đội vào, không phải mình cũng có số tiền mua rồi vứt đấy, nó rất là lãng phí. Cho nên cái gì cái nhá, hai anh phải bây giờ xóm dưới thì người ta đã không nhìn thấy ấm thì mình không nói nữa, mình làm sao mình không chia rẽ nội bộ. Như câu chuyện sáng nay thì em cũng nghe qua, nhưng mà lỗi ở đâu mình không biết, nhưng mà mình phải biết làm sao nói để người ta nghe, mình đừng làm căng thẳng làm gì, làm việc chung mà tốt nhất là cứ cuối tuần mình họp lại một lần. Cuối tuần với lại cuối giờ ấy khi nào. Còn cái nương ngô này thì không biết là bà con thống nhất thế nào, nhưng mà người ta là chủ đất mà người ta không đòi hỏi gì ấy, thì cuối năm mình họp bà con lại nộp khoảng mỗi người 10.000 để người ta mua 1-2 cân ngô bù vào đấy được. Vì là nếu mà đất nương mình thì không sao đúng không? Đất nó chẳng bao sao. Nhiêu, nhưng mà đối với những nhà khó khăn hơn thì 1-2 cân ngô nó rất là quan trọng. Thật. Đấy. Nên là bà con mình sẽ tự họp lại và tự tìm ra cái phương án giải quyết. Đấy. Còn giờ giấc thì mình quy định luôn là 8 giờ làm hoặc 6 giờ làm, 7 giờ làm thì mình phải nói rõ. Còn ông nào mà rượu say ngà rồi đến không làm được việc thì thôi nghỉ luôn ấy. Ngày mai bù công vào là được, không chống công nữa cơ. Đấy, hoặc là thích nếu mà không bù công thì sẽ bù tiền vào, bù tiền bây giờ bù tiền đấy. Đấy, quan điểm là như thế, cứ phải rõ ràng, mình thà mất lòng trước được lòng sau nhá. Nhớ là cái chỗ này phải tiếp nhé, tiếp cũng phải tiếp. Sau này trên cái chỗ cua trên kia còn phải mở cua to như thế nào ô tô mới lên được xóm trên nữa cơ, chứ không phải là cứ mở đường to ô tô lên được, không hề đơn giản. Nhưng mà cái đoạn khó đá như này mình còn làm được thì đặt đất thì mình sẽ làm được. Cứ em mang 120 mét thôi là mãi đấy. Cái đá này thì chỉ cần khoan xong là được.
dùng cái búa đập là được, là vỡ ngay. Có cái mũ đục kia thì chắc là được. Cái đá này dễ, dễ vỡ. Sao thì đập gọi là đá thối mà. Cái này rất là không đơn giản đâu. Cái kia thì cái kia là kiểu như sỏi thôi. Đúng rồi. Như đồi có cái được, có cái mũ đục thì nhanh nọ là ô tô lên đến cái chỗ này rồi đúng không? Đúng rồi. Đấy. Nói thật là chuẩn bị là cái phá cái này đi đã để xây còn tới đây. Bây giờ mình phá được chỗ này nhá, bởi vì trong thời gian tới mình phải tìm phương án cho cái chỗ kè cái chắc, để khả năng mình có thể dùng xi với vữa để làm chứ không thể nào mà xếp đơn giản được. Em thì em chỉ lo cho bà con sau này sử dụng nó hỏng thôi. Sử dụng lâu. Nhưng thực tế là công trình đã như thế rồi thì làm tốt hay không làm tốt thì nó cũng sẽ xong. Nhưng mà mình làm cái gì mình cũng phải làm để tính toán lâu dài thì nó sẽ đỡ lãng phí. Chỗ này thì làm một ngày xong rồi. Chỗ này thì xong. Xong ô tô lên được đây. Chỗ này rộng có thể quay đầu xe được. Quay đầu. Đấy. Mình phải làm từ xong từ trên xuống dưới luôn. Chân em bị sao em? Không nhớ. Hôm qua anh bảo, em bảo anh hôm qua chắc là lại quên không? Hôm qua là không nhớ là trồng tiền hay cầu nhớ đấy. Có mà không cần rưỡi mà nhỉ? Bây giờ anh về. Anh ngủ về tối rồi đấy. Tối luôn. Tối luôn mà. Có khi còn mưa gắt đầu à. Con đưa anh cầm rưỡi mà. Vâng. Cầm rưỡi mà. Không, không nhớ thật. Ủa ở nhà với lại hôm qua 8 giờ thôi. Anh gọi điện vào em để chưa ăn hôm qua cơm ở nhà anh. Thế được à? Hôm qua đấy. Ra rồi mà. Em thấy rất tinh nhỏ không hả? To ở trong này. Trong này to quá. Anh nghĩ vô ác ra hôn này. Đúng bỏ rồi. Ố bỏ rồi. Thôi chỉ là... Mà khó đi nhỉ. Mà không phải bế bế em bế mà đô mình ra hết rồi. Đô mà bế bế mà đô mình ra hết rồi. Cầu treo kìa. Thật chơ, con to á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tao nó hơn chút rồi tao. Đó, nhỏ quá đấy, tao xuống rồi.